Vâng, phụ kiện 390 xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em 5D PCP trên mọi người miền Tổ quốc nhé. Hôm nay shop phụ kiện 390 muốn giới thiệu anh em một cái sản phẩm rất chi là mới, đồ chơi cho PCP. Đây là cái vỏ bọc bình cho bình nhôm, bình carbon. Anh em chơi Kondo hoặc FX đều sử dụng được anh em nhé. Vâng, thì cái bọc bình này giá chỉ có hơi có hơn 100.000 thôi, thì tẹo nữa anh em xem video đi rồi mình sẽ báo giá chi tiết nhé. Hàng bên shop là hàng miễn phí ship được kiểm tra, anh em mua về cứ bọc vào cái bình súng của anh em, vừa thì em lấy, hài lòng em lấy, không thích hài lòng em cho hoàn về bên shop nhé. Đấy, thì cái bình của anh em ấy trong quá trình sử dụng em có thể trang trí là bọc cuốn băng keo hoặc là ốp bình, nhưng nếu mà để lựa chọn để đẹp và tháo lắp dễ dàng thì anh em nên sử dụng cái vỏ bọc ốp bình này nhé. Chất liệu của nó bằng vải polyester, là vải tổng hợp anh em nhé, không thấm nước, và có đầu nó là có giấy thun để bo co giãn rất chi là mượt anh em nhé. Đấy, nó bo của mình, anh em nhìn trên ảnh kìa, quên nhầm, trên hình khẩu súng kìa, nó bo của mình vào, nó rất chi là đẹp anh em nhé. Vâng, thì giá của nó công khai luôn, giá là 150.000 đồng, hàng miễn phí ship được kiểm tra. Đây thì mình có hai mẫu anh em nhé. Thì cái mẫu là mẫu gắn cho bình nhôm thì là 0.35. Đấy, 0.3, 0.35. Còn nếu mà mẫu dài thì 0.42 và 45 anh em nhé. Thì cho bình carbon thì là bình 0.42 thì em dùng mẫu gắn nhé. Cái mẫu dài thì không cho 0.35. Bình 0.36 thì nó hơi gắn nhé. Mình vẫn chưa sản xuất ra, mình chưa đặt hàng cái cho 0.36 của carbon. Lên đây em chơi bình carbon 0.36 thì thông cảm cho mình nhé. Nó sẽ hơi dài. Đấy, anh em nào gần thợ bay thì bảo người ta bo gắn lại cũng được, không sao anh em nhé. Giá chỉ có 150.000 đồng, hàng miễn phí ship được kiểm tra. Để anh em xem, bảo vệ mình tránh va chạm xích sát, nhất là bình carbon anh em nhé. Va chạm xích sát là cái giá trị của bình carbon nó rất cao, và khi bị xích sát rồi thì gọi là cái gọi là cái loại an toàn hoặc là cái đảm bảo chất lượng nó cũng sẽ kém đi anh em nhé. Đây, mình hướng dẫn cho anh em tháo lắp này. Đấy, rất chi là dễ. Đấy, như anh em mình đi đeo sắt thôi nhé. Đấy, đeo sắt vải, đeo sắt cao su. Đấy, rất chi là dễ dàng anh em nhé. Con này co giãn thì thôi rồi. Đây, bọc lại bình này. Đấy, anh em chỉ việc vành ra bọc lại bình ấy. Anh em cứ mua cái bình 0. bao nhiêu thì anh em phải nhắc mình. Đấy, anh em dùng bình carbon, bình nhôm thể tích bao nhiêu anh em phải dặn mình để mình chọn sao cho cái phù hợp cho anh em nhé. Đấy, anh em nhìn ôm của mình rất là đẹp nhé. Đấy, anh em xem lại cái khẩu súng. Đấy, đây khẩu súng được bọc bình, anh em nhìn nó chất lượng nhá, rất là đẹp, giá rẻ hợp túi tiền anh em, mua về sử dụng luôn anh em. Cái này nó không thấm nước đâu anh nhé, nó rất chi là nhanh khô thoáng. Đấy, nó vải polyester, là cái vải nhựa, vải tổng hợp ấy. Đấy, nó không phải là vải cốt tông, thì nó vải cốt tông thì nó chứ còn thấm nước nó bay hơi rất lâu. Đấy, cái này anh em mua về bọc cái bình, giá chỉ có 150.000 thôi, không mất nhiều anh em nhé. Vâng, thì đấy anh em mua hàng cứ liên hệ về trực tiếp với shop nhé. Nếu mà bình 0.45 lít bằng đấy, đây là cái cho 0.45 lít bằng thì là nó hơi vơi một chút anh em nhé. Đấy, anh em nếu mà 0.45 lít bằng thì ấy xem này, mình bọc vào nó hơi vơi nha. Đấy, anh em ưng thì anh em vẫn có thể mua anh em nhé, nó không ôm được cái tận của mình. Đấy là bình 0.35 lít bằng. Đấy, làm nhảy trước cho anh em, không anh em nhận hàng xong lại kêu là không ôm được hết của mình 0.45 thì cái 0.45 nó chỉ bọc được đến đây thôi anh em nhé. Vâng, thì video của shop phụ kiện 390 cũng kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em 5DPCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.